Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và tốt đẹp. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh nước cuốn nhân tôm tại nhà với công thức pha bột cực kỳ đơn giản từ hai loại bột. Và đặc biệt hơn, mình không cần phải tráng nồi hơi luôn. Bánh thì dai, mềm, trắng muốt. Và đây là nguyên liệu của heo nè. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với heo nha. Trước tiên Heo sẽ pha bột. Heo cho vào thau 80g bột năng, 120g bột gạo, 1/3 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng canh đường. Trộn đều lên, cho muối đường hòa lẫn với bột. Heo cho muối đường vào bột trước để phần vỏ bánh của mình nó sẽ đậm đà, sẽ ngon hơn. Tiếp tục, Heo cho vào đây 450ml nước lọc. Theo thương hiệu bột và bột mới hay bột cũ cho nên lượng hút nước nó sẽ khác nhau. Nếu như mà bột cũ á, mình có thể gia giảm thêm 10 đến 20ml nước nữa nha. Bây giờ thì Heo sẽ khuấy đều cho bột tan ra hẳn luôn. Xong rồi á, mình sẽ để cho bột nghỉ và Heo sẽ đi làm phần nhân nha. Và nhân bánh hôm nay Heo sẽ làm với tôm. Heo có chuẩn bị sẵn 400g tôm đã bóc vỏ và Heo đã lấy chỉ lưng thật là sạch rồi. Nhân này á, mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, còn mình thích ăn ít á, thì mình làm ít lại không sao nha. Xẻ con tôm ra làm hai như vậy, Heo sẽ xắt nhỏ lại và mình sẽ không đập nát ra, mình không xắt nhuyễn nữa, xắt nhỏ vừa như vậy để khi mình xào á, cái thịt tôm của mình vẫn còn nguyên miếng, mình ăn sẽ cảm nhận được. Rồi, giờ Heo sẽ tiếp tục xắt nhỏ thịt tôm ra hết nha. Phần đầu tôm Heo sẽ giữ nguyên không cắt ra, tại vì khi cắt ra gạch tôm nó sẽ chảy ra hết à. Và đây là tôm Heo đã xắt nhỏ ra hết rồi. Tiếp tục Heo sẽ đi xắt nấm mèo. Heo có chuẩn bị hai tay nấm mèo nè. Ngâm xong nở hết rồi. Và khi chưa ngâm á, nấm mèo này á, chỉ tầm khoảng 10g hà. Mình ngâm nở ra nó to như vậy. Bây giờ Heo sẽ xắt nhỏ và mình sẽ băm nhuyễn ra nha. Hành lá Heo cũng xắt nhỏ ra, gốc hành Heo cũng xắt nhỏ nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị đi xào nhân nha. Heo cho vào chảo một tí xíu dầu. Và đây là gốc hành Heo đã xắt lúc nãy. Giờ Heo sẽ cho vào và mình sẽ phi cho đến vàng thơm. Hành lúc này đã phi vàng rồi, giờ thì Heo sẽ cho tôm vào để mình xào. Khi xào tôm, mình sẽ xào lửa trên trung bình, tại vì thịt tôm rất là nhanh ra nước. Xào cho đến khi thịt tôm nó xe và săn lại. Lúc này, Heo sẽ nêm gia vị vào. Heo cho vào một xíu xịt xíu muối, một muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê hạt nêm. Tiếp tục xào ở lửa trên trung bình cho đến khi tôm thật là ráo nước. Và để tăng màu sắc của tôm hơn, Heo cho vào đây một muỗng cà phê dầu màu điều. Điều này Heo tự làm ở nhà, màu rất là đẹp mà không bị đắng. Rồi bây giờ Heo sẽ cho nấm mèo vào nha. Xào cho đến khi khô ráo lại. Lúc này Heo sẽ tắt bếp và cho hành lá vào. Cho hành vào mình đảo đều như vậy sẽ giữ được màu xanh của hành, nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Nhân đã chín rồi, giờ Heo trở lại với phần bột. Bột lúc này Heo cũng đã ngâm lắng xuống đây nè. Và Heo sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Tại sao Heo cho dầu ăn vào sao? Tại vì á, để cho thời gian bột nở trong nước lạnh bình thường, nó sẽ nở nhanh hơn, bột sẽ ngon hơn. Dầu ăn đã được khuấy đều vào bột, bây giờ mình chuẩn bị đi đổ bánh nha. Và hôm nay khuôn làm bánh của Heo là cái chảo chống dính này nè. Mình sẽ mở lửa nhỏ cho đến khi mình thấy cái chảo mình nóng á, là mình cho bột vào mình tráng, không cần phải cho thêm dầu. Vì bột hôm nay Heo pha bằng nước lạnh cho nên ở trên mặt nó sẽ có một cái lớp bột khô như vậy nè. Mình sẽ dùng cái cây trộn bột thấm nhẹ một tí dầu và mình trải lên trên cái phần bột khô như vậy một tí xíu là nó hết trơn hà. Nếu như cả nhà mình dùng nước cốt thì sẽ không có tình trạng này nha. Và dùng nước cốt sẽ ngon lắm. Tăng thêm độ béo cho bánh. Bánh trong như vậy là chín rồi nè. Bây giờ thì Heo sẽ lấy bánh ra nha. Và Heo có chuẩn bị sẵn một miếng lá chuối đã thoa dầu lên. Giờ thì mình chỉ việc úp cái chảo ra là cái bánh rớt ra hà. Rồi Heo đã có được cái bánh nước đầu tiên rồi nè. Cả nhà nhìn thấy có dễ không? Bánh rất là trắng luôn và trong nữa. Để bánh ở đây cho nguội một xíu rồi mình mới gói.
cho nó đừng có nóng, lúc này thì bánh nóng lắm. Và heo sẽ đi chán cái bánh mới lên chảo, cứ thao tác như vậy, lấy bánh ra và chán bánh mới. Giờ thì heo sẽ cho nhân lên bánh, heo thích ăn nhân nhiều cho nên heo sẽ cho nhiều. Xếp bánh lên, ôm lấy phần nhân, cuộn tròn lại. Như vậy là heo đã làm được cái bánh ướt cuốn rồi nè, rất là nhanh và đơn giản luôn. Bánh thì trắng ngần, trong veo, lộ rõ phần nhân bên trong ra ngoài. Rồi giờ heo sẽ tiếp tục làm hết những cái bánh còn lại nha. Và đây là thành phẩm bánh ướt cuốn nóng nhân tôm của heo nè. Hôm nay heo sẽ ăn kèm với lại dưa kiệu, rau ngò rí, nước mắm chua ngọt, chả lụa, nem chua. Đặc biệt heo có kết hợp ăn với hoành thánh nữa. Và heo có chuẩn bị hai cuốn bánh ướt nè. Bây giờ heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem bên trong như thế nào nha. Bánh rất là dai luôn. Miếng thịt tôm bên trong vẫn còn nguyên, nó xen lẫn á với nấm mèo và có một chút hành trong đó, tạo lên màu sắc rất là đẹp. Vỏ bánh á thì cũng không quá dày, cũng không quá mỏng, mình ăn sẽ rất là ngon mà không bị ngán. Cả nhà xem vỏ bánh trong veo luôn nè. Heo sẽ để hai cuốn bánh qua bên cái dĩa lớn cho cả nhà nhìn thấy rõ hơn. Những cuốn bánh còn lại, heo sẽ chan nước mắm chua ngọt lên. Nước mắm chua ngọt này thì không mặn cũng không cay nữa, cho nên chan nhiều nhiều lên ăn mới ngon. Heo chan nước mắm vào xong rồi, giờ heo gấp một miếng bánh lên nè, rất là ngon luôn. Heo mời cả nhà thưởng thức với heo nha. Bánh rất là dai mềm, vỏ bánh thì trong suốt nè, bên trong nhân á thì rất là ngọt, ngọt thanh của tôm và giòn giòn sần sật của nấm mèo. Kết hợp với nước mắm chua ngọt, ăn vào miệng thì hết sảy con mà bảy luôn. Nhưng mà hôm nay heo thiếu dưa giá nha, heo thay thế vào dưa kiệu ăn cũng ngon lắm. Cách làm bánh này thì rất là dễ và nhanh. Mình chỉ cần pha hai loại bột lại với nhau, xong rồi cho nước vào, dàn thêm tí xíu muối thiếu đường cho vỏ bánh nó đậm đà. Tiếp tục mình đi xào nhân và cứ thế mình tráng bánh, mình cuộn lại là mình có được cái bánh ướt cuốn nóng ngon rồi. Làm bánh ướt cuốn nóng tại nhà mình tiết kiệm được nhiều chi phí lắm và cũng không mất thì nhiều thời gian nữa. Công thức thì cực kỳ dễ dàng, chỉ cần hai loại bột là mình đã làm ra được bánh rồi. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách làm bánh ướt cuốn ăn tại nhà cực kỳ đơn giản mà lại an toàn cho sức khỏe để gia đình mình thưởng thức nha. Video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần. Khi đăng ký cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với bánh ướt cuốn nhân tôm tại nhà nha. Cho heo bonus tí xíu. Hôm nay thanh quản của heo không tốt lắm cho nên heo nói chuyện hơi khàn. Cả nhà thông cảm bỏ qua cho heo nha.